Hello, xin chào cô chú anh chị. Bạn đến buổi gần ngày hôm nay nha. Hôm nay em có nhật bộ mẹ con anh Good của chú anh chị. Bộ mẹ con anh Good này ơi, cũng được kem nha. Được kem mới pin lực thì rất là tốt của chú anh chị. Nè, da là da đôi của chú anh chị. Con bò được 3 tháng rưỡi rồi nha. Con mẹ để lấy là lứa thứ hai của chú anh chị. Thì bò có đẻ rồi, em bảo hành của chú anh chị mà trong vòng 3 tháng nha. 3 tháng mình chặt rồi đúng gì thì mới trả bò về nha. Thì tiền sẽ hoàn lại đầy đủ cho chú anh chị mình nha. Chừng móng con bò con rất là tốt của chú anh chị. Nè, chừng rất là to luôn nha. Đây, như sao đây. Móng là móng sò nha cô chú anh chị. Cầm đứng thẳng nha. Bò này không có xe nha, không có xuống cúm cũng vết nha. Bò này pin lực rất tốt luôn nha. Không có ảnh lưng kiều lưng gì hết nha, không có diêm da nó cục vết nha. Nói chung là bò này đảm bao thật đổi của chúng chị, con mẹ cũng vậy luôn nha. Con mẹ thì đầu chui lũi luôn nha. Con mẹ sao xuống khu em đo là 1m3334 nha chúng chị, 1m3334 nha. Bộ bò này cứ mức giá là 30 triệu, 30 triệu là 30 em bao ship vòng vòng 100 số nha. Thì con bò con nó lớn rồi thì nếu cô chú anh chị nào mà ít tiền thì mua con mẹ không em cũng bán luôn nha. Con mẹ không là 17 triệu nha, 17 triệu là không có bao ship của chú anh chị. Đây. Con bò mà mẹ nó tàn nhất của chú anh chị ơi. Tàn rất là lớn luôn nha chú anh chị. Nó đang lên giống của chú anh chị. Rồi nè, đang lên giống nè, còn dính trong cái mông này nha. Đây. Trong da của chú anh chị nhìn thấy nó nhuyễn không? Thì sinh sản rất là mất sữa luôn. Đây. Con bò này chân trước đây. Chứ sao đây, con bò này bốn vú đều chú anh chị, con bò này hơi thiếu uống chút xíu nha, nhưng mà được con cái là bù, con cái là nó mát sữa, rất là mát sữa chú anh chị đây nè, bộ mẹ nè, bộ mẹ con có giá là 30 triệu, 30 triệu là em bao ship vòng 100 cây nha, còn nếu mua lẻ ra không là con mẹ là 17 triệu chú anh chị, 17 triệu là giá tại chuồng nha, không có bao ship nha, rất là tốt luôn. Nè mẹ đây, mẹ anh quýt nha. Con mẹ sẽ mặt chính nha, sẽ lưng chính giống như chú anh chị. Bò này sẽ thích nghiêm chỉnh nha. Còn cái chỗ này là cọi gống gơm chú anh chị. Cái bò này là ba lần lỗi không có bị sờ mâu sờ miết hết nha. Mẹ này rất tốt chú anh chị ơi. Xong đuôi thì lợt vạch nha chú anh chị. Mẹ trong da rất nhuyễn luôn nha. Mấy bò lông da nhuyễn này rất là mắc sữa chú anh chị. Con bò con này, cực kỳ không. Bò con là mông nữa chú anh chị. Da là da đôi nha. Bò này da đôi chú anh chị. Đây. Da nào chúng chị nhìn thấy kìa không, chân móng rất là to luôn nha, nè chân nè rất là dòn dài đòn nha, xương sống rất là to luôn chúng chị, rất là khéo luôn, chân móng là móng sò luôn nha, cường đứng thẳng nha, bò này không có ốp xe, không xuống cúm buồn chết luôn chúng chị, rất là biết rất lực nha. Cô em phát sóng 12 giờ trưa và 6 giờ chiều trong ngày nha. Nếu cô chú anh chị nào có thích kênh em cho em một like nha, dùm đăng ký kênh nha, để em tiếp cận được nhiều người và có những con bò đẹp để cô chú anh chị mình tham khảo và lựa chọn nha. Đến đây thì em xin kết thúc ở đây nha, em xin thân ái chào.